Ok, và xin chào các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục cái series game Pokemon Revolution Online, nhưng mà bù lại thì hôm nay mình đã hoàn tất 8 cái huy hiệu của vùng Kanto, và bây giờ mình sẽ tiếp tục cái con đường đến vùng Johto. Thì để đi đến vùng Johto thì các bạn từ cái thành phố Viridian City các bạn sang trái nha các bạn. Ê, mình có xe đạp rồi, không chạy ngu vậy. Qua vùng mới thì các bạn sẽ mất hết toàn bộ Pokemon của vùng cũ nha. Rồi. Các bạn có níu kéo gì vùng cũ thì níu kéo nha, còn không thì các bạn cứ đi thẳng qua vùng mới thôi. Vùng cũ này không còn gì để níu kéo với mình nữa hết. Mình sẽ đi thẳng qua vùng mới thôi. Các bạn tới đây, các bạn đi xuống. Nói chuyện với hàng cảnh sát. Rồi. Hàng cảnh sát thì cho bạn qua vùng mới rồi, các bạn cứ đi thẳng xuống nha. Bỏ hết, đừng có đánh lộn mấy thằng này, kệ nó. Cứ chạy thật nhanh. Ấy chết mẹ rồi. Đánh. Không sao đâu. Bây giờ thì các bạn cứ đánh nhau thôi, còn khi nào mà đạt cái mức rồi gọi là sao ta? Gọi là ôi chết mẹ, nó có bốn con lận, hàng mẹ cho rồi đi. Khi nào mà các bạn có đủ thành phố thì mình sẽ hướng dẫn các bạn tăng hoặc giảm cái chỉ số, tăng cái chỉ số EV ở bên này lên. Cái chỉ số EV bên này rất là quan trọng nha các bạn. Ví dụ cái attack của mình là 140 nè, mình tăng chỉ số lên được thêm 200 mấy nữa thì cái đam của mình cực kỳ cao ha. Đam của mình đánh cực kỳ cao, rất là ngon luôn. Hiện tại thì mình mới chỉ có một con Don Farm thôi để qua vùng mới. Con Don Farm này của vùng Kanto, qua vùng mới thì nó cũng vứt đi thôi. Mình không có mang gì, mình mang cái thân này qua vùng Johto thôi các bạn. Qua vùng mới thì có nhiều điều mới cần phải làm ha. Ê, chết mẹ, né con nhỏ ra. Qua vùng mới thì có nhiều con mới. Rata Rattata các bạn không cần thiết phải bắt nó đâu, tại vì nào về mình bắt cũng được. Giờ qua vùng mới chỉ luyện những con mới thôi. Ê, chết mẹ. Đi đây lại đụng đụng con quỷ này à. Ơi. Mình quên lấy con sết rồi. Mình quên lấy con sết rồi, không có đi qua vùng mới được. Hàng cái đó, về lấy con nào có sết, quên. Chết mẹ rồi. Mình bỏ ở trên rồi. Không sao, không sao, không sao. Bắt một con khác sết. À, con này học được chiêu kết không trời? Học được chiêu kết à? Kiếm chỗ nào bắt đại con nào có sết. Chứ giờ không có con sết rồi sao? Không, đi 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 ngược lại, đi ngược lại thì mới mà ra có con sết được. Qua vùng mới mình quên, mình đâu có đem theo con gì đâu, mình bỏ hết rồi. Ê, ở đây có bãi nước này, mình có thể câu cá chỗ này được. Không biết câu tới chừng nào có sết nữa. Rồi khúc này để đi xuống xuống đây nha. Giờ mình có cách với sết rồi nha. Nãy là chưa có cách với sết. Tại vì đi qua khúc này các bạn cần phải có khách và sết, các bạn mới đây phải có khách với sết nha các bạn. Mình biết là các bạn có, nhưng mà ý nó là mình, tại vì mình đã thanh lý hết rồi, cho nên mình không còn, cho nên giờ mình phải có lại mới được, phải học lại. Chọn đại ra hai con nào cũng được.
Đây có con chuột ra ta cấp 31 luôn nè. Các bạn chu qua hang nha. Đừng đánh với con nào á, kệ nó, cấp mấy kệ nó. Ôi chết mẹ, nó đánh à. Ông ta không đánh đâu. Mẹ nó, mày muốn chơi à? Muốn chơi với tao à? Con này có tăng không? Tăng HPD à? Các bạn luyện một con nào đó, không phải là coi gặp con nào các bạn cũng đánh nha các bạn. Phải đúng con các bạn đánh mới mới có tác dụng. Mình không biết là con này nó có tác dụng với lại cái chiêu ơi. Nó vẫn tăng nha các bạn, đánh NPC nó vẫn tăng nha các bạn. Cho nên các bạn khi mà các bạn tham gia mấy cái chết mẹ chết ngáo rồi. Các bạn tham gia mấy cái cuộc chiến á, các bạn mấy cái cốt truyện á, các bạn cái con của bạn đừng có tăng level lên 100. Bạn cứ đánh bình thường thôi, đừng có suy nghĩ tới dòng EV hay dòng EV gì á. Chết mẹ, chỗ này mình hàng rồi, mình phải quay về hả? Ok. No. You have run away from the wild Pokemon. Rồi nha các bạn, bây giờ mình sẽ đi qua vùng hoang thôi ha. Yes. Các bạn yes cho mình nha. Sau này rồi mình sẽ được qua vùng hoang. Đây vùng Johto. Rồi sau khi qua vùng Johto, các bạn sẽ mất hết Pokemon nha các bạn. Nói chuyện với ông giáo sư này cái đã. Nói chuyện với ông giáo sư này cho mình. Rồi ha. Rồi việc đầu tiên các bạn là vô nhà của Jessica. Rồi xong. Nó chào mừng mình thôi. Nhiệm vụ của mình là đi nhận Pokemon thôi. Không biết ông giáo sư nằm chỗ nào nữa. Rồi, nói chuyện với bà ngoại siêu. Rồi. Hình như giáo sư nằm ở nhà phía trên hay gì không nhớ nữa. Nói chuyện với mấy người này trước anh em ha. Rồi, cứ nói chuyện cái cho có lệ. Làm vụ thôi. Rồi, vô nhà giáo sư trong Pokemon thôi. Giáo sư LM. Em là ma. Giáo sư Profession. Rồi ông kêu lấy đi, chọn nào chọn đi. Ở đây có Chikorita. Chikorita là con gà lửa, sau này sẽ tiến hóa thành con Pokemon lửa rất là đẹp, rất là ngầu luôn. Ở đây có con Cyndaquil gì nè, hay lửa. Với con gì đây? No. Con này là con Totodile. Totodile thôi chọn đại đi ha các bạn, tại vì mình cũng không có cần thiết mấy con này. Cá sấu ha, chọn đại ha. Rồi. Rồi gì mình đi. Ê quên, chết mẹ, phải nói chuyện nhỏng chứ. Quên, phải nói chuyện với giáo sư chứ. Rồi sau khi xong rồi nói chuyện với mấy thằng này. Ở đây có rất là nhiều Pokemon cấp thấp nha các bạn. Nhưng mà đừng bắt các bạn ha. Pokemon đừng bắt. Bắt không làm được gì hết trơn á.
Ơi chết mẹ, phải đánh nhau à? Má có con cấp 5 sao đánh nhau với nó được? Vào lại mình kìa. Ba mươi mốt kinh nghiệm. Chơi vùng mới thì nó dễ các bạn ơi, chơi vùng mới thì mới vô thì nó bị gọi là hơi chậm chậm á, nó bị gọi là chậm chậm. Các bạn phải chịu thôi. Thì các bạn khi mà qua vùng này đầu tiên á, các bạn đi đi tới thành phố đầu tiên, các bạn liên hệ với mình ha. Mình sẽ tới và trao tặng cho các bạn những cái con Pokemon. Chơi nhanh đi các bạn, chứ không gì các bạn làm vụ biết nào mới xong. Đúng không? Các bạn cứ phải đi cho nhanh. Á, sao gặp mấy ông này hoài. Các bạn đừng đi lên đây nha, đi lên đây không có gì trên đó đâu. Con này cũng hề nước luôn. Ôi chết mẹ rồi. Mình có gì hồi máu không? Để có quần què hồi máu hết. Ê có cái trái này hồi máu được nè. Vào nó. Vào nó. Mà nó đánh trước á. Ồ chết ngắt rồi. Bị đuổi về nhà. Con này đường cái nó có SP. SP, SPD, SP attack của nó có 9. Đánh chiêu nước ở đâu có thấm. Các bạn lựa những cái con nào mà có chiêu SP attack mà nó cao sẵn á, nó cao sẵn các bạn đánh thấm lắm. Rồi các bạn làm vụ cho nó lên thôi. Ê, đi đi luyện Pokemon cho lên thôi. Nhưng mà để luyện Pokemon thì các bạn đừng nên làm vụ cốt truyện, mà đã làm vụ cốt truyện thì đừng quan tâm tới chỉ số EV. Đúng không? Các bạn đừng nên quan tâm. Khi mà các bạn còn làm vụ như mình thì các bạn đừng quan tâm. Nhưng quan tâm làm sao mà cho nó đi cho xong cho hết nhiệm vụ thôi. Khi mà các bạn đi xong hết nhiệm vụ thì tha hồ mà các bạn có thể làm nhiều thứ khác được. Ví dụ như con cá sấu này, ví dụ mình là có học cho nó chiêu sến nè, học cho nó chiêu cách nè, học cho nó chiêu đít nè. Đó, giờ nó có sách cách đít hay là tha hồ mà nó ấy, thấy không nè. Đít search cut grab. Đây mình search con chuột này thì mình search nó. Đam không mày thấy 90 rồi. Blast không? Mẹ nó ồn bãi cứt. Rồi mình vô ôi chết mẹ chưa vô được à, nói chuyện với ông này à. Rồi nói chuyện với ông rồi đi vô được rồi đó. Rồi các bạn vô trung tâm Pokemon ha. Tới đây thì các bạn liên hệ với mình sẽ cho các bạn Pokemon, nhưng mà đại loại là mình giờ mình có Pokemon sẵn rồi cho nên không cần thiết ha các bạn. Pokemon của mình cấp cao mà, mà thấy không, giờ lấy Pokemon khủng ra. Con Don Farm này cũng lấy ra được, tại vì con Don Farm này là của vùng Kanto. Bỏ đi con Grab này của vùng Johto, con Fisit này là của vùng Kanto, con Rata này tại vì nó có Shiny để cho đẹp thôi. Rồi ok, cá sấu hết hết cần thiết rồi. Rồi giờ mình thấy không, các bạn thấy không, trong tay mình đã có mấy con này rồi, giờ cần gì mấy con cũ nữa. Bây giờ mình sẽ học search cho hai con nước của mình trước. Randen không cần. Search con này. Này có search à? Cách cho con chuột. Con chuột có chiêu Endeavor này, cách đi.
chuột học sết được không? Nó giỡn thôi chứ làm sao con chuột sết được. Flash cho con dơi không được à? Con chuột flash được không? Không có con nào flash được hết á. Còn cách chuột học cách rồi đúng không? Cách sết rồi được, ok. Mình có bơi rồi là được rồi. Con chuột của mình có SPD, SP tag nè các bạn. Mình bao nhiêu quả cầu Pokemon người ta? À cũng được 10 quả rồi, không cần mua thêm đâu. Chỗ này thì các bạn đi thẳng lên phía trên nha. Đừng quan tâm tới ấy các bạn, khi mà các bạn đã có Pokemon rồi thì các bạn đừng quan tâm tới mấy con thú hoang dã làm gì hết. Bạn cứ đi nhanh một mạch thôi nha. Mình đây mình làm vụ cho lẹ ấy, các bạn. Lướt 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 cho lẹ. Để mất công con nào cần đánh thì mình sẽ đánh, con nào không cần đánh thì mình sẽ lướt qua. Để hoàn thành nhiệm vụ cốt truyện cho nhanh các bạn. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ cốt truyện các bạn có thể đánh như thế nào các bạn tùy ý các bạn. Double A này sẽ bị gọi là phản đo phản đam thì phải. Mình nhớ chiêu này như có đam recall không? Mỗi lần mà đánh ai cái là nó sẽ bị recall ra một ít đam. Rất là ghét. Đam cao nhưng mà recall là mình không thích rồi. Xúc cái bùn đi. Một phát. Rất là nhanh luôn. Các bạn không cần thiết phải mằng mò ở mấy cái vùng này. Ha. Nó cấp 7 mà mới cấp 5 sao đánh được, biết nào mới xong. Cho nên các bạn liên hệ với mình sẽ cho các bạn mấy con Pokemon. Không cần cấp cao, 50 là đủ rồi, 50 là các bạn có thể kéo vào mầm rồi. Đó, các bạn quẹo quẹo trái ha. Đụng thì đánh thôi chứ giờ cũng đâu có làm gì được. Đụng thì cứ đánh thôi. Chuột của mình nó lên tùm lum, nó lên tùm lum, lên lum đam rồi nè các bạn coi, nó nhảy tùm lum á, thấy không, hồi nó nhảy này hồi nó nhảy kia, tại vì đang làm nhiệm vụ cốt truyện cho nên mình không thể nào mà chọn một con nào đó để luyện được. Điều tôi muốn biết, muốn làm sao quên, quên ai rồi. Rồi vô đây mình hồi hồi mana, hồi máu ha. Rồi xong. Từ chỗ này thì các bạn đi thẳng lên phía trên. Ê, ok đi. Các bạn đi đi lên cầu thang. Mấy con này kể đi các bạn ơi, không cần thiết phải đánh đâu. Các bạn phải đánh với mấy thằng này thì cái chắc rồi. Các bạn phải đi để quýnh với thằng trùm, cái thằng ở trong, các bạn phải kêu cái thằng ấy nó về các bạn mới đánh được. Thằng chủ game á, thằng chủ game nó đi vô chùa nó chơi rồi. Các bạn phải lên chùa ở trên này nè, kêu thằng chủ game về thì nó mới về, nó đánh với các bạn được. Còn không thì các bạn phải, không thì các bạn không có ai để đánh hết á. Cho nên các bạn phải đi vòng trong đây. Chủ game nằm trong đây nè. Đánh hết với mấy thằng này. Nhớ là phải đánh hết với mấy này nha các bạn. Mà các bạn không đánh thì nó cũng ép các bạn đánh nè. Không đánh đâu gặp được thằng chủ game. Nói chung các bạn đánh chiêu gì cũng thắng á. Tại vì các bạn cấp quá cao rồi. Ha, đánh chiêu gì cũng thắng mà kinh nghiệm thì nó đéo lên. Mấy con này làm sao lên kinh nghiệm được. Nhưng mà các bạn đừng quan tâm tới chuyện kinh nghiệm nữa ha. Đấy thôi.
Bạn quan tâm là làm sao mà đi hết nhiệm vụ cốt truyện thôi. Còn làm vụ như thế nào thì mình đã chỉ các bạn đi theo hướng của mình thôi. Ok rồi. Trong nhân gian có hai điều không thể giấu, một là yêu anh. Mình làm series này để cho các bạn nào mà người Việt Nam á, mà có chơi game này mà không biết cách đi á thì vào đây mà coi mà đi. Chứ mà người nước ngoài họ làm series này họ nói tiếng nước ngoài không, ban đầu mình nghe mình cũng đéo có hiểu cái gì hết á, nhưng mà sau đó rồi mình cố gắng mình mò theo họ mới hiểu. Còn người Việt Nam thì các bạn có thể comment này nọ đồ hỏi mình trả lời được ha. Còn người nước ngoài làm sao mà hỏi được, họ cũng đâu có trả lời tiếng Việt cho mình nghe được, với lại đợi họ trả lời rất là lâu. Còn khi mà các bạn chơi game này thì mình có để cái group ở phía bên dưới, cái group Facebook phía bên dưới, các bạn cứ cứ liên kết với cái Facebook đó, các bạn vô nhóm là các bạn có thể hỏi anh em được trong nhóm, hoặc là chat với admin là mình á, các bạn cũng có thể hỏi được, mình sẽ trả lời các bạn hết, đâu có gì đâu khó. Nói chung chơi game này anh em chơi nhau vui. Đường cái có trao đổi, có PVP là ngon lành rồi. Đó, thằng này là thằng Master, là cái thằng này thật sự cái thằng mà các bạn muốn đánh là cái thằng Sage chứ không phải thằng Master, thằng Sage. Nói chuyện với thằng này rồi đánh với nó Bowman chứ chấm hỏi chứ thực sự cắt cũng cấp 10 rồi chứ không cấp cao đâu các bạn. Quýnh nó cái chết ngắt à. Các bạn thấy có người hỗ trợ các bạn đánh rất là dễ ha. Hay là mình sẽ lấy giá tượng trưng đi các bạn. Mình sẽ lấy các bạn 5.000. Lấy các bạn 5.000 ha. 5.000 tức là để mình di chuyển từ thành phố này qua thành phố kia, chứ không phải là 5.000 là mình lấy tiền các bạn mình làm gì. Rồi. Rồi đó. Nó nói là nó hỏi mình muốn gì á. Nó nói là mình muốn đánh mình nói mình muốn đánh với nó, nói bảo giờ mày quay lại cái thành phố quay lại cái trung tâm Pokemon đi rồi đánh. Tức là nó cho phép mình quay lại trung tâm Pokemon đánh lộn với nó rồi đó. Giờ mình đi về trung tâm đánh với nó thôi. Rồi tập này thì tới đây thôi ha các bạn. Tập này tới đây là tập sau mình sẽ đánh Pokemon. Rồi, chào tạm biệt các bạn.